Thưa quý vị, thông qua việc sử dụng mạng xã hội, xây dựng website, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được xem là những giải pháp hiệu quả của sản xuất tiêu thụ nông sản nhằm thích ứng với bối cảnh hiện nay khi đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Chuyển đổi số còn góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa có chất lượng và mở ra cơ hội phát triển nhanh, bền vững đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp. Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Bầu Mây, huyện Xuyên Mộc là một trong những hợp tác xã nông nghiệp đi đầu trong ứng dụng số hóa vào sản xuất. Thúc đẩy doanh số bán hàng trong và ngoài nước, hợp tác xã ứng dụng số hóa cho sản phẩm hồ tiêu từ khâu truy xuất nguồn gốc thông qua quét mã QR. Việc trồng tiêu theo tiêu chuẩn Global Gap và dán tem truy xuất nguồn gốc đã nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của hợp tác xã trên thị trường trong và ngoài nước. Các sản phẩm được dán tem tiếp cận dễ dàng hơn với các siêu thị và thị trường xuất khẩu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Năm 2021, hợp tác xã cũng tập trung quảng bá giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Hiện hợp tác xã có hơn 10 sản phẩm giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử postmart.vn như tiêu một nắng, tiêu không hạt, tiêu sữa, củ hoài sơn, bột hoài sơn. Đây là một cái xu hướng tất yếu, bởi vì cái thương mại điện tử là hiện nay là nó đang phát triển, mà trong cái giai đoạn mà bị dịch bệnh như thế này thì sàn điện tử rất giúp cho các cái doanh nghiệp cũng như các cái gia đình, các cái hộ nông dân cũng có thể mà đưa được cái sản phẩm lên trên sàn đó. Thì đây là một cái cơ hội quảng bá được cái sản phẩm, chúng ta không phải mất nhiều thời gian để chúng ta đi triển lãm ở các nơi, thì đây là một cái chi phí thấp nhất để quảng bá tới những người tiêu dùng. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 153 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã, trong đó 96 hợp tác xã nông nghiệp với 2.853 thành viên và 2.458 lao động. Một số hợp tác xã nông nghiệp đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Tuy nhiên, việc áp dụng nền tảng số vào sản xuất, phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất tiêu thụ nông sản tại Bà Rịa Vũng Tàu nhìn chung vẫn còn sơ khai. Do đại bộ phận xã viên các hợp tác xã là nông dân, trình độ kỹ năng tiếp cận khoa học công nghệ thị trường còn thấp. Bên cạnh đó, đầu tư công nghệ vào sản xuất tiêu thụ đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn mà hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp đều thiếu vốn. Để thúc đẩy các thành viên hợp tác xã nông nghiệp tham gia vào hoạt động chuyển đổi số, Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ kinh phí để hợp tác xã tham gia những dự án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Chương trình khoa học công nghệ cũng hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp xây dựng website, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, Việt Gap, Global Gap, truy xuất nguồn gốc, đổi mới công nghệ. Về phía ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã xây dựng dự thảo và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về nghị quyết quy hoạch chính sách phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2022-2025. Trong cái giai đoạn mà dịch bệnh cũng như là để phục hồi sau này thì Liên minh cũng đã có những cái đề nghị, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh để hỗ trợ trong cái thời gian vừa qua, chẳng hạn như giới thiệu đưa các cái sản phẩm của các hợp tác xã khó khăn trong cái tiêu thụ để phối hợp để đưa lên các cái cổng thông tin điện tử, các cái sàn giao dịch thương mại điện tử để giúp hỗ trợ cho các hợp xã trong cái tiêu thụ sản phẩm trong cái giai đoạn dịch bệnh. Và sau dịch bệnh thì hiện nay chúng tôi cũng đang tổng hợp những cái khó khăn vướng mắc để tiếp tục xem xét giải quyết để tháo gỡ giúp cho các hợp tác xã ổn định phát triển. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng hiện nay, nhất là trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tại Bà Rịa Vũng Tàu xác định chuyển đổi số là nền tảng quan trọng trong giai đoạn xây dựng phát triển 2021-2025 và tỉnh đang ráo riết triển khai ngay trong năm đầu nhiệm kỳ. Để Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ là một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số, mà còn hướng đến tầm khu vực và quốc tế.